Sau đây kính mời quý vị theo dõi phóng sự về một sự kiện đặc biệt vừa diễn ra tại Little Sài Gòn, thủ đô tinh thần của người Việt tị nạn cộng sản trong ngày thứ Bảy vừa qua. Đó là lễ truy điệu và an táng 81 hài cốt tử sĩ thuộc đại đội 72, tiểu đoàn 7 nhảy dù quân lực Việt Nam Cộng Hòa sau hơn 33 năm được cất giữ tại cơ sở quân đội Hoa Kỳ tại Hawaii. Và nay, buổi lễ được tổ chức nhờ công của ông Jim Webb, là cựu bộ trưởng hải quân dưới thời tổng thống Ronald Reagan, cựu nghị sĩ dân chủ tiểu bang Virginia cùng đại tá Castagnetti, hai người thành lập hội bất vụ lợi The Soldier Foundation vào tháng 6 năm 2019 để đưa hài cốt của các chiến sĩ quân lực Việt Nam Cộng Hòa về chôn cất ở Little Sài Gòn. Khoảng hơn 7 giờ sáng ngày thứ Bảy, 26 tháng 10 năm 2019, không khí trang nghiêm chạy dọc theo đường All American Way vào đến tượng đài chiến sĩ Việt Mỹ. Dù chật kín người gốc Việt lẫn người bản xứ tề tựu từ sáng sớm, không ai bảo ai, họ không ồn ào khuyên náo như bình thường. Chương trình lễ truy điệu được bắt đầu vào lúc 9 giờ sáng với nghi thức tiếp rước lên kiểu mang hài cốt 81 tử sĩ nhảy dù một cách long trọng và trang nghiêm. Cựu nghị sĩ Jim Webb, các cựu quân nhân Hoa Kỳ và cựu quân nhân quân lực Việt Nam Cộng Hòa trong quân phục chỉnh tề làm hàng rào danh dự đón chào quan tài mang 81 hài cốt tử sĩ nhảy dù Việt Nam Cộng Hòa được rước vào lễ đài đặt trước tượng đài chiến sĩ Việt Mỹ. Sau đó, đoàn rước quân kỳ Mỹ do đơn vị US Marine Corps Band phụ trách và toán rước quân kỳ Việt Nam Cộng Hòa do toán hậu kỳ danh dự của quân lực Việt Nam Cộng Hòa phụ trách tiến vào vị trí ấn định. Mọi người nghiêm chỉnh chào cờ và hát vang hai bài quốc ca Hoa Kỳ và quốc ca Việt Nam cùng với ban tù ca Xuân Điềm. Sau lời cầu nguyện của Linh Mục Đặng Văn Chính, cựu nghị sĩ Jim Webb, bác sĩ Nguyễn Quốc Hiệp, là chủ tịch trung ương gia đình Mũ Đỏ, cựu đại quý nhảy dù Quang Tấn Kỳ là hội trưởng gia đình Mũ Đỏ Orange County và vùng phụ cận. Mỗi vị lần lượt mang một vòng hoa tưởng niệm lên đặt trước linh cữu 81 hài cốt tử sĩ người nhảy dù. Ông Jim Webb cũng phát biểu ca ngợi sự hy sinh của 81 tử sĩ nhảy dù và sự can trường của người Việt trong cuộc chống trại chế độ cộng sản vào cuối tháng 4 năm 1975. Ông nói, đây sẽ là nơi an nghỉ cuối cùng của cuộc hành trình phức tạp dài 54 năm. Bắt đầu trong một cuộc chiến ác liệt, xé nát đất nước chúng ta, để lại 58.000 quân nhân Hoa Kỳ và hàng triệu người dân Việt Nam phải bỏ mạng. Những người lính này sẽ được an táng tại một nơi ghi nhớ sự can đảm và sự đóng góp của hàng trăm ngàn người tị nạn Việt Nam. Những người đã liều mạng ra khơi trong giai đoạn nguy hiểm nhất, hy sinh tất cả để có thể đến được đất nước Hoa Kỳ này. Sau tất cả các nghi thức vừa nêu trên, linh cữu đựng hài cốt 81 tử sĩ, tiểu đoàn 7 nhảy dù quân lực Việt Nam Cộng Hòa được di quan ra nghĩa trang Peak Funeral Home. Từ tượng đài ra đến ngoài đường All American Way, hai hàng quân danh dự gồm Hải, Lục, Không quân và Cảnh sát quốc gia quân lực Việt Nam Cộng Hòa mặc quân phục chỉnh tề, giơ tay chào kính, trong lúc hàng ngàn người lặng thinh cúi đầu. Đoàn xe tang với 9 xe mô tô cảnh sát dẫn đường. Theo sau là một chiếc limousine màu trắng, chở quan tài, trong đó có 81 hài cốt tử sĩ nhảy dù. Sau xe tang có 7 xe rước quân đội thời Việt Nam Cộng Hòa gắn phù hiệu nhảy dù, rồi đến xe của cựu nghị sĩ Jim Webb và chủ tịch trung ương gia đình Mũ Đỏ Việt Nam Cộng Hòa, các vị khách người Hoa Kỳ, xe chở các binh chủng Mũ Đỏ, các hội đoàn quân đội bạn, các hội đoàn dân sự, sau cùng là đồng hương Việt Nam. Đoàn xe vào tới nghĩa trang lúc 10 giờ 15 phút. Tại đây có sự hiện diện của đài lão hòa thượng Thích Chân Thành, là viện chủ chùa Liên Hoa, cùng tất cả thành viên hội đồng liên tôn Việt Nam tại Hoa Kỳ, thân nhân các tử sĩ. Chiếc quan tài được phủ quốc kỳ Việt Nam Cộng Hòa và đặt trên huyệt mộ. Một toán quân nhân Mũ Đỏ làm nghi thức thâu cờ và trao cờ cho cựu nghị sĩ Jim Webb. Ông nhận lá cờ và trao lại cho bác sĩ Nguyễn Hiệp, chủ tịch gia đình Mũ Đỏ. Bác sĩ Hiệp nhận cờ và nói, đây là báu vật,
là bằng chứng của sự hy sinh của 81 tử sĩ nhảy dù. Xin trao lại cho chiến hữu Hoàng Tấn Kỳ, là hội trưởng gia đình mũ đỏ Nam Cali cất giữ để tôn thờ mãi mãi. Sau đó, Linh Mục Đặng Văn Chính dâng lời cầu nguyện, làm phép quyệt mồ rẫy nước thánh trên quan tài và bắt đầu hạ huyệt. Khi quan tài đang hạ huyệt, tiếng kèn chiêu hồn tử sĩ lại vang lên. Các toán quân danh dự của Hoa Kỳ và Việt Nam bong súng chào. 21 phát súng lại được bắn lên trời, tiễn đưa 81 tử sĩ vào lòng đất. Cựu nghị sĩ Jim Webb là người đầu tiên lấy một bông hoa màu đỏ trao cho phu nhân bỏ xuống huyệt mộ. Sau đó, phần mộ 81 tử sĩ được lắp đất bằng phẳng. Trước phần mộ đã có làm sẵn tấm bia đứng rất đẹp bằng đá hoa cương màu đen. Buổi lễ truy điệu và an táng 81 hài cốt tử sĩ tiểu đoàn 7 nhảy dù Việt Nam Cộng Hòa theo lễ nghi quân cách của quân đội Hoa Kỳ kết thúc tốt đẹp tại tượng đài chiến sĩ Việt Mỹ vào lúc 10 giờ 30 phút và tại nghĩa trang Peak Funeral Home vào lúc 11 giờ 45 phút.